Không đúng, không được. Nếu như hắn hiện tại quay đầu về nhà lời nói, liền là đi Tây được rồi, đây chẳng phải là ứng đồng quái tiền bối đại lợi phương Tây quẻ tượng. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ chết liền cặn bã đều không thừa. Thế nhưng, tiếp tục cùng Bạch tiền bối tiến lên thăm dò bí cảnh lời nói, Bạch tiền bối cầu phú quý trong nguy hiểm thuộc tính bên trong, quý giá đã bạo tạc, có thể tưởng tượng kế tiếp khả năng phủ xuống nguy hiểm tuyệt đối cũng sẽ bạo tạc. Cùng theo Bạch tiền bối, quý giá cùng nguy hiểm một mực là ở vào một loại cân bằng trạng thái. Cái này nguy hiểm tuy rằng có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không không đến. Có phải hay không là ta hiểu sai rồi đồng quái tiền bối quẻ tượng? Đại lợi phương Tây ý tứ có lẽ chỉ là phương Tây đại hung cũng không có đại lợi đông phương ý tứ. Có lẽ hôm nay, ta liền có lẽ chỗ ở trong nhà, vẫn không nhúc nhích. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí nếu như đại lợi phương Tây chia nhắc lại thành đại lợi, phương Tây hai cái từ, trái lại liền là tại họa lớn, đông phương. Nói không chừng hôm nay phương Tây cùng đông phương đối với hắn đều là tại họa lớn. Tống, trong nội tâm thật buồn, Thư Hàng. Quẻ tượng loại vật này, có đôi khi lý giải thật quá phiền toái. Đặc biệt là đồng quái tiền bối hắc quẻ trái lại nhìn, ý tứ có thật nhiều loại, ai cũng không biết cụ thể là loại nào. Lúc này, Bạch tiền bối đang đứng tại di tích động phủ phía trước, sờ sờ cằm trầm tư. Hắn cùng không có lập tức bước vào động phủ. Một lát sau, Bạch tiền bối từ trong lòng móc ra một chương phù văn, quay người ném cho Tống Thư Hàng, Thư Hàng, đem vật này cầm lấy. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng tiếp nhận phù văn, lên tiếng hỏi. Một tấm bùa hộ mệnh, có thể tại thời gian nguy hiểm kích hoạt một cái bát phẩm phòng ngự pháp thuật. Ta hôm nay vận khí có chút không đúng, chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch tiền bối nói. Không ổn, Bạch tiền bối mình cũng cảm giác được hôm nay số mệnh không bình thường. Cho dù là số mệnh áp thiên Bạch tiền bối, dĩ vãng đi ra ngoài nhặt thiên tài địa bảo tốc độ, cũng không có hôm nay khoa trương như vậy. Đừng quá khẩn trương, sự tình cực thì phản, nói không chừng hôm nay chúng ta còn có thể gặp gỡ rất tốt số phận sự tình, mà sẽ không gặp gỡ tai nạn các loại phiền toái. Bạch tiền bối lên tiếng nói, đi, theo sát ta, không muốn tụt lại phía sau. Bạch tiền bối đưa tay, mở ra di tích động phủ cấm chế cái này cấm chế lúc trước đã bị Bạch tiền bối phân thân mở ra một lần, để lại cửa sau. Bạch tiền bối vừa sải bước vào di tích trong động phủ, Tống Thư Hàng theo sát phía sau. Tiến nhập di tích về sau, đầu tiên là một đầu dài dài đường hầm, có điểm giống đường hầm mỏ. Cách mỗi khoảng cách nhất định về sau, đường hầm trên vách tường liền treo một mai dạ minh châu, chiếu sáng thông đạo. Những thứ này dạ minh châu đã ở chỗ này không biết treo bao lâu, như trước tản ra nhu hòa hào quang. Tống Thư Hàng có loại muốn đem chúng nó móc đi xuống xúc động, nói không chừng có thể đổi điểm linh thạch đây. Lúc người nghèo tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ sinh ra xúc động như vậy. Mặt khác, cũng không biết tu sĩ liên minh nhóm thứ hai linh thạch đưa qua có tới không. Khôi lỗi thiên tử hiện tại lưu lại trong nhà, tự đợi đến tiếp thu nhóm thứ hai linh thạch. Chờ lần này cùng theo Bạch tiền bối thăm dò di tích sau khi trở về, còn phải sẽ liên lạc lại tiểu khả tiên tử, để nàng lại an bài nhân thủ tới cửa, tiếp thu cái kia lục phẩm thiên nhân. Lần trước vị kia Hằng Giang đạo trưởng cùng với bản thân rất hợp duyên, may mắn mà có bọn hắn, đem khôi lỗi tiên tử dẫn theo trở về. Đến lúc đó, xin mời tiểu khả tiên tử lại an bài Hằng Giang đạo trưởng tới đây tới cửa lấy hàng hóa đi. Khó được có hợp ý đạo hữu, cũng không cần lại an bài mặt khác người mới. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn đang suy nghĩ cái gì có muốn hay không đem phân thân cho triệu hoán đến. Phân thân bây giờ còn lưu lại trong nhà ăn, cùng sở sở tại lưu thủ Lan Tây Đảo. Hiện tại Bạch tiền bối số mệnh càng ngày càng nổ, đem phân thân triệu hoán tới lời nói, ít nhất có thể ngăn cản mấy sóng tai họa. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, phía trước Bạch tiền bối ngừng lại. Có biến, Tống Thư Hàng trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu, mực bạo quân song đao xuất hiện trong tay hắn, vận sức chờ phát động. Đồng thời, tại phía xa Lan Tây đảo phân thân, bị giải trừ, tiếp đó triệu hoán đến bản thể bên cạnh. Phân thân triệu hồi ra hắc báo thống soái cờ xí lấy cờ làm thương, xinh đẹp run lên đóa thương hoa. Phía trước có cỗ thi thể, lần trước ta phân thân thăm dò di tích lúc, không nhìn thấy cỗ thi thể này. Bạch tiền bối nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên xem một chút. Bạch tiền bối vài bước đi vào phía trước thi thể. Đó là một cỗ toàn thân dài khắp vảy màu đen nhân hình sinh vật,
ngã sấp trên mặt đất, nhìn qua rất thống khổ bộ dạng. Theo bề ngoài nhìn lên, trên người nó không có bất kỳ vết thương. Ánh mắt của nó trợn trừng cực lớn, chết không nhắm mắt. Mà tay phải của nó tại trước khi chết, tựa hồ còn đang ở lục lọi cái gì. Chết hẳn, không có độc tố, nguyền rủa các loại thương tổn. Thư hàng các ngươi có thể đã tới. Bạch tiền bối nói, đồng thời hắn đưa tay lăng không ấn xuống tại vảy màu đen sinh vật trên thân, thần thức đảo qua thân thể của nó, kiểm tra đo lường cái chết của nó nguyên nhân. Rất nhanh, bạch tiền bối tìm ra cái chết của nó nguyên nhân. Đã chết tại xuyên qua không gian thời gian, bị không gian loạn lưu lực lượng xé rách bị nội tại thương thế. Bề ngoài nhìn qua không có vết thương, nhưng bên trong đã bị không gian lực lượng xé rách thành một đoàn. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Thế nhưng loại này vảy màu đen sinh vật, cũng không biết là lai lịch ra sao, chưa từng có gặp qua. Hôm nay thiên đạo đại biến sắp tới, chư thiên vạn giới thông đạo càng ngày càng nhiều, không biết từ chỗ nào thế giới có cái gì xuyên thẳng qua đến. Muốn không để ta giám định một chút thử xem, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, cũng tốt, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, tiến nhập sương mù hình thức. Hắn đi tới nơi này có vảy màu đen sinh vật bên cạnh, ngón tay đặt tại thi thể của nó bên trên. Giám định bí pháp khởi động. Đại giới thanh toán. Nơi giám định trả giá cao cũng không nhiều, chỉ là trên cánh tay nhiều ra mười mấy đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, đối với Tống Thư Hàng mà nói căn bản không đau không ngứa. Điểm ấy thống khổ, liền cho hắn gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Ngay sau đó, giám định bí pháp đem tin tức phản hồi đến. Họ và tên, Hắc Đồng đời thứ 13, Hắc Long thế giới Long huyết tộc một đời tuổi trẻ mạnh nhất chiến sĩ, ngũ cấp ma khí người. Vì đột phá ngũ cấp cảnh giới, hắn thông qua viễn cổ thần bí truyền tống phương pháp, cưỡng ép đột phá Hắc Long thế giới trói buộc, xâm nhập đến hiện thế. Nhưng ở xâm nhập đến hiện thế lúc, bị mất bản thân ma lực máy nạp tiền không cách nào lợi dụng ma lực máy nạp tiền chữa trị thương thế của mình. Thích thú chết. Tống Thư Hàng, Kim Tâm, Lão Thiết. Được cái gì hữu dụng tin tức? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói đến khéo léo vô cùng, vị này chính là chúng ta trong tay cái kia ma lực máy nạp tiền chủ cũ, tên là Hắc Đồng đời thứ 13. Hắn theo Hắc Long thế giới thông qua cổ xưa truyền tống trận cưỡng ép truyền tống đến hiện thế, thế nhưng bởi vì truyền tống trên đường, đã mất đi bản thân ma lực máy nạp tiền không cách nào chữa trị thương thế của mình, liền chết. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Cho nên nói, người ta không muốn nhìn đến truyền tống trận liền nghĩ đi lên thử xem, rất nguy hiểm. Bạch tiền bối lần này tiến nhập di tích động phủ, liền là muốn tìm kiếm cùng ma lực máy nạp tiền có quan hệ manh mối, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Thông nương, bạch tiền bối, thì ra là thế, khó trách ta cảm giác hắn khí tức trên thân có chút quen thuộc. Nguyên lai là ma lực máy nạp tiền chủ cũ, vậy có không có được liên quan tới Hắc Long linh thạch tin tức? Tống Thư Hàng lắc đầu. Bạch tiền bối tiếc nuối nói, đáng tiếc, trên người hắn cũng không có mang theo Hắc Long linh thạch, cũng có lẽ là ở vượt qua không gian lúc, bị cuốn vào đến không gian loạn lưu. Nếu có Hắc Long linh thạch hàng mẫu, ta ít nhất có thể biết đây là vật gì, nói không thể định tìm được vật thay thế. Nói qua, bạch tiền bối lại đưa tay, tại trong hư không nhấn. Một lát sau, bạch tiền bối một mặt thất vọng, liền không gian thông đạo cũng không có manh mối, vị này Hắc Đồng đời thứ 13 có lẽ chết có vài ngày. Không cách nào thông qua không gian thông đạo ngược lại đến Hắc Long thế giới. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục đi tới, thăm dò di tích sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối, tới đây đều tới, đương nhiên muốn thuận thế đi vào thăm dò một chút. Hắn đưa tay, lấy ra một cái túi càn khôn, đem vật phẩm bên trong đổ ra, chứa vào đến không gian thủ trạc vòng tay, bên trong. Tiếp đó, dùng cái này đầu túi càn khôn đem Hắc Đồng đời thứ 13 đặt đi vào. Quay đầu lại cẩn thận nghiên cứu một chút vị này Hắc Long thế giới khách đến thăm, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều nữa manh mối. Nếu như không cách nào nghiên cứu ra thành tựu tới đây, liền tìm một chỗ đem vị này Hắc Long thế giới khách nhân thật tốt an táng. Thu tốt Hắc Đồng đời thứ 13 về sau, bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng tiếp tục hướng di tích thông đạo ở chỗ sâu trong đi. Trên đường đi, có thể thấy có rất nhiều cơ quan bị kích phát. Bất quá những thứ này cơ quan đều bị phá hủy. Là bạch tiền bối phân thân lần trước sông bí cảnh thời gian, dỡ xuống cơ quan. Bởi vì cơ quan bị thanh lý một lần, Tống Thư Hàng mấy người rất nhẹ nhàng,
không có gặp gỡ một chút tai nạn. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng đám người rốt cuộc đi tới di tích phần cuối. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh hoang vu đất đai màu vàng, ở trên đứng thẳng từng đám cây tạo hình làm dáng cột đá. Mỗi căn cột đá đều có được khác nhau phong cách. Ồ, lần trước ta phân thân tiến nhập lúc, nhìn thấy là một mảnh cổ quái rừng rậm, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Lần này nhưng là hoang vu đất đai màu vàng cộng cột đá. Có phải hay không là cánh cửa không gian, mỗi lần thông qua đường hầm mỏ tiến nhập địa phương, đều khác nhau. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối lắc đầu nói, không có cảm ứng được không gian chấn động, bất quá chúng ta có thể thử xem. Hắn vươn tay ra, đối với Tống Thư Hàng nói, nắm chặt tay của ta, chúng ta một lần nữa tiến đến một chuyến thử xem. Tống Thư Hàng một tay ôm chặt Lý Âm Trúc, tay kia bắt lấy Bạch Tiền Bối tay. Hai người lui về sau mấy bước, trở lại cái kia di tích thông đạo. Sau đó lại lần về phía trước, bước ra thông đạo xuất khẩu đại môn. Oanh long long trước mắt cái kia phiến đất vàng cộng cột đá hoàn cảnh, thật bắt đầu cải biến. Giống như là thang máy lên xuống. Đất vàng cộng cột đá cảnh tượng hạ thấp, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại xuất hiện ở Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trước mặt, là một mảnh hồ nước. Giữa hồ có một cái tế đàn. Ở trên có một chuôi 2 mét cao cự kiếm, cắm ở trên tế đàn. Tế đàn bên cạnh, đứng thẳng một cái bia đá, ở trên khắc lấy viễn cổ ngôn ngữ văn tự. Bạch Tiền Bối phiên dịch nói, thông thường có thể theo trên tế đàn rút ra kiếm này người, được gọi là bốn biển thiên mệnh chi vương. Đem kế thừa ta bốn biển đứng đầu khổng lồ di sản. Vì sao không phải đao? Tống Thư Hàng trong đầu vô thức hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Ý nghĩ này là vô thức hiển hiện, không bị Tống Thư Hàng bản thân khống chế. Lúc ý nghĩ này thoáng hiện sau đó, Tống Thư Hàng nội tâm không khỏi hiển hiện một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn phát hiện mình không biết tại khi nào, đã bỏ đi trị liệu. Hắn đã lại không khát vọng mãnh liệt kiếm, mà là hoàn toàn đã tiếp nhận đao. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại lời nói, đao cũng rất đáng yêu. Tỷ như vô hình đao cổ, như vậy manh, đã biết đâm thận, còn biết tiết ra tê liệt nọc độc. Tỷ như bảo đao phách toái, nương theo lấy Tống Thư Hàng theo nhất phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm, bây giờ còn đóng vòng bảo hộ, đặc biệt có cảm giác an toàn. Tỷ như xích tiêu kiếm tiền bối, kèm theo đao ý, hơn nữa lớn lên liền đặc biệt làm người khác ưa thích. Người muốn đi lên rút kiếm thử xem sao. Bạch Tiền Bối nhìn về phía Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, Bạch Tiền Bối ngươi đối với cái này tế đàn cùng kiếm không có hứng thú. Ừ, không có gì hứng thú, ngươi nếu như có hứng thú, có thể đi lên thử xem. Thử xong về sau, chúng ta nhìn lại một chút tiếp một cái biến hóa. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, cho phân thân ra lệnh. Phân thân thu hồi hắc báo thống soái cờ xí, nhẹ nhàng nhảy. Hướng trong hồ cái kia tế đàn nhảy xuống. Nhưng mà, lúc phân thân nhảy đến một nửa lúc, thân hình đột nhiên thẳng đứng hạ xuống, hướng trong hồ rơi xuống. Cấm bay trận pháp, trọng lực pháp thuật, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngũ phẩm trở lên tu sĩ, liền có được đạp không mà đi năng lực. Nhưng phân thân của hắn bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo lấy, từ không trung rơi xuống, tựa hồ là hai loại trận pháp kết hợp. Phân thân nhấc chân tại trong hư không nhẹ nhàng dẫm mạnh, một đóa màu đen hoa sen phù hiện ở dưới chân hắn, nâng lên thân hình của hắn. Hai bước sau đó, phân thân rơi ở trên mặt hồ. Hắc liên nhiều đóa trong hồ nở rộ, nâng lên Tống Thư Hàng phân thân. Mặt hồ vị trí về sau, cái loại này lực hút cùng trọng lực cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tống Thư Hàng phân thân khoảng cách trong hồ tế đàn đại khái 200 mét khoảng cách. Xem ra khoảng cách này bên trong, không được phép phi hành. Vậy thành thành thật thật lướt sóng đi qua đi. Tống Thư Hàng phân thân thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp, ở trên mặt hồ chạy như bay. Hắn mỗi một cước bước ra, liền có hắc liên trước giờ một bước nở rộ, cung cấp hắn đặt chân. Người bây giờ chủ yếu thân pháp, còn là quân tử vạn lý hành thân pháp. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Cái này thân pháp, nhớ kỹ hắn là tại Tống Thư Hàng nhất phẩm cảnh giới lúc. Dạy bảo cho hắn. Tống Thư Hàng dùng đến ngũ phẩm cảnh giới, thân pháp cũng còn không đổi. Ta chỉ biết quân tử vạn lý hành cùng nó tiến giai bộc phát loại hình thân pháp thiên hành kiện. Tống Thư Hàng trả lời. Ừ, quân tử vạn lý hành thân pháp đối với ngươi bây giờ mà nói, có chút quá yếu. Dù sao ngươi đã ngũ phẩm,
Có rảnh ngươi đi liên hệ Hằng Hỏa đạo hữu, nhìn xem có thể hay không theo chỗ của hắn chơi đùa đến cao hơn cấp nho gia thân pháp. Ta nhớ được quân tử vạn lý hành còn có cao hơn phiên bản. Bạch tiền bối thông báo nói. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ tới, Hằng Hỏa tiền bối lúc trước còn hỏi ta có rảnh rỗi hay không, để ta đi nho gia một chuyến. Quay đầu lại ta trả lời hắn, cùng hắn đại khái cái thời gian. Muốn theo Hằng Hỏa chân quân chỗ đó đổi đến quân tử vạn lý hành càng cao hơn tầng thứ thân pháp, hắn cũng muốn có đồng giá trả giá mới được. Có trả giá mới có hồi báo, là Cửu Châu nhất hào quần bên trong ăn ý ước định. Thân pháp còn là rất trọng yếu, Bạch tiền bối nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phân thân đã đạp hắc liên, leo lên tế đàn. 2 mét cao cự kiếm, so với Tống Thư Hàng người cao hơn ra một đoạn. Tống Thư Hàng phân thân nhẹ nhàng nhảy nắm lên chuôi kiếm. Leo lên tế đàn sau đó, cái loại này cấm bay hiệu quả tản đi. Chân hắn dẫm lên hư không, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, dùng hết toàn lực hướng lên rút kiếm. 25 đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh phù hiện ở phía sau hắn, bởi vì thánh viên số lượng lại tăng lên, chúng nó xuất hiện đội hình lại biến hóa một chút. Bạch tiền bối đưa cái kia khổng lồ thánh viên xuất hiện ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, còn lại 24 đầu thánh viên hư ảnh kết thành một cái hình vuông, đem Tống Thư Hàng cùng khổng lồ thánh viên vây quanh trong đó. Bước tiếp theo, tất cả thánh viên móc ra nho ra kinh văn, bắt đầu có tiết tấu đọc chậm, lục lục lục, lục 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 lục, lục 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 lục. Tiết tấu sáng sủa đọc thuộc lòng, trầm bồng du dương, phảng phất như là một đám học sinh tại sáng sớm rung đùi đắc ý đọc sách. Tống Thư Hàng phân thân cắn chặt răng, đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ đến hai tay. Biến dị cương thủ làm hai cánh tay của hắn độ bên trên một tầng đen kịt sắt thép thần sắc. Thuần túy luận man lực, Tống Thư Hàng lúc này lực lượng thậm chí đã vượt qua phổ thông lục phẩm chân quân rất nhiều. Nhưng mà, trên tế đàn cự kiếm không chút sức mẻ. Tống Thư Hàng phân thân ngừng rút kiếm động tác. Lục phẩm cấp bậc man lực, không nói di sơn đảo hải. Nhưng dơ lên một chiếc xe buýt, chơi nâng cao cao tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Không có lý do không cách nào đem một chuôi 2 mét cao kiếm rút ra. Trừ phi là bản thân rút kiếm tư thế không đúng. Tống Thư Hàng phân thân đưa tay tháo xuống Mộc Ngưu kiếm khách ái tâm thủ sáo lại đem tay đè tại cự kiếm bên trên. Giám định bí pháp thi triển ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, phân thân hai tay bạo xuất đại lượng tiên huyết. Đại giới cũng không tính nặng nề, tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Sau một khắc, giám định bí pháp đau đớn cùng giám định kết quả, đồng thời đáp lại đến Tống Thư Hàng trong đầu. Cùng bốn biển bí cảnh đúc làm một thể vô danh cự kiếm, thiếu niên A, xin hỏi ngươi có được dơ lên toàn bộ bốn biển bí cảnh lực lượng sao? Nếu có, ngươi có thể đem chuôi này vô danh cự kiếm dơ lên. Nếu như không có, còn là tắm một cái ngủ đi. Tống Thư Hàng, nhật ngài đấy. Ta muốn có được một hơi dơ lên toàn bộ bốn biển bí cảnh lực lượng, còn tới rút cái giám bảo kiếm A. Quả nhiên kiếm loại vật này, cùng mình không có duyên phận. Tống Thư Hàng nội tâm đối với kiếm ấn tượng tốt 100. Nói cách khác, cái kia bốn biển đứng đầu lưu lại cái này tế đàn cùng kiếm, liền là cùng hậu nhân hay nói giỡn. Tống Thư Hàng lại có điểm không cam lòng. Phân thân lại ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại trên tế đàn, sử dụng giám định bí pháp dựa theo kịch bản. Nếu như kiếm là che giấu tai mắt người đồ vật, cái kia bốn biển đứng đầu lưu lại chân chính bảo vật, khả năng tại tế đàn, thậm chí khả năng tại nơi này trong hồ lớn. Giám định bí pháp lần nữa thúc giục. Lần này trả giá cao càng nặng nề một chút. Tống Thư Hàng phân thân phần lưng cùng cánh tay đồng thời phun máu, xuất huyết số lượng khá lớn. Còn qua tổng thể mà nói, thống khổ mức độ, còn đang ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Bốn biển bí cảnh làm bằng đá tế đàn. Tế đàn thứ hai bậc thang bên trong ẩn núp một cái hốc tối, bên trong có bốn biển đứng đầu tiếp tục thừa người lưu lại bảo vật. Thật là có bảo vật, Tống Thư Hàng phân thân trong mắt vui vẻ, hắn nhẹ nhàng nhảy đến thứ hai bậc thang vị trí, đưa tay gõ động bậc thang. Bạch tiền bối, ngươi ở làm gì? Kiếm kia căn bản không cách nào rút ra, liền là cái không thấu. Chân chính bảo vật giấu ở tế đàn thứ hai bậc thang bên trong. Tống Thư Hàng bản thể trả lời. Bạch tiền bối sờ sờ cằm. Loại này kịch bản thật là cũ. Xem ra, cái này bí cảnh quả nhiên có chút lâu lắm rồi. Loại này cũ đường, bây giờ tu sĩ đã sớm khinh thường sử dụng. Sớm đổi thành càng làm người khó có thể nắm lấy mới kịch bản. Trên tế đàn Tống Thư Hàng phân thân quả nhiên đã tìm được một cái hốc tối,
cùng thuận lợi đem nó mở ra. Hốc tối bên trong, có hai cuốn kim sắc quyển trục bằng da thú. Thứ này, nhìn qua có chút nhìn quen mắt, Tống Thư Hàng phân thân cầm lấy hai cái này quyển trục bằng da thú, lên tiếng nói. Đây là dị thú da lông chế thành quyển trục, trước kia tu luyện giả dùng chúng nó tới đây ghi lại ẩn chứa đặc thù lực lượng công pháp. Dù sao có chút công pháp, bản thân ẩn chứa đại đạo lực lượng, không cách nào dùng phổ thông giấy cùng bút đem chúng nó ghi lại. Chỉ có loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng dị thú da lông, có thể thừa nhận những cái kia đặc thù công pháp. Bạch Tiền Bối giới thiệu nói. Công pháp, nếu như là tu luyện loại hình công pháp, đối với ta sẽ không cái gì dùng. Tống Thư Hàng nói. Hắn hiện tại chủ tu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cũng không có sửa tu mặt khác công pháp tính toán. Bạch Tiền Bối, cũng có lẽ là võ kỹ, pháp thuật, minh tưởng pháp môn, bí thuật. Tất cả đều có khả năng. Tống Thư Hàng phân thân ôm hai cái kim sắc quyển trục bằng da thú, một lần nữa chân đạp hoa sen, trở lại bên cạnh bờ. Muốn đánh mở nhìn xem sao? Tống Thư Hàng tiếp nhận hai cái quyển trục bằng da thú, bên trên xuống lật xem. Hai cái quyển trục bị phong kín lấy, ngậm miệng có một cái con dấu. À Tống ngươi không trước giám định một chút chúng nó sao? Lý Âm Trúc thông báo nói. Tống Thư Hàng, cũng đúng, trước thử giám định một chút tương đối an toàn. Dù sao đau nhức một chút là đau nhức hai cái còn là đau nhức. Phân thân lần nữa sử dụng giám định bí pháp. Lần này trào máu địa phương đổi thành hai chân, phân thân đã toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Tổn thương tại phân thân thân thể, đau nhức tại Tống Thư Hàng bản thể tâm. Phân thân giám định bí pháp thống khổ, là biết phản hồi cho bản thể. Huyền Thánh giảng pháp bản thảo đại lễ bao, thất tinh cấp giảng pháp bản thảo, bên trong ẩn chứa Phật, đạo, nho, ma, yêu, thú, hải tộc đám bảy thứ tinh phẩm giảng pháp bản thảo. Khiến cho dùng người tại mở ra đại lễ bao lúc, đại lễ bao sẽ tự động tiếp thu chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm phản hồi, cùng tự động sàng lọc tuyển chọn ra một quyển sách vô cùng lấy tu luyện giả nhóm yêu thích giảng pháp bản thảo, cung cấp người sử dụng diễn thuyết sử dụng. Giảng pháp bản thảo bên trong các loại bản thảo bản quyền sạch sẽ, tuyệt không tranh chấp. Này đại lễ bao chuyên cung cấp VIP khách nhân sử dụng. Viễn cổ thiên đình thích đạo bộ chính thức xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Năm sao khen ngợi, sách lậu nhất định cứu. Tống Thư Hàng, ni mã, rốt cuộc nghĩ tới cái này quyển trục vì sao như vậy nhìn quen mắt. Lúc trước hắn vừa mua đến tổ vu chúc phúc thủ 6 cái bao tay thời gian, bên trong cũng có một quyển sách giảng pháp bản thảo. Liền là lần trước hắn tại bá nho huyền ma giảng pháp thời gian dùng cái kia tam tinh giảng pháp bản thảo đạo tâm trùng ma. Bất quá cái kia giảng pháp bản thảo lãng phí, chỉ dùng một nửa liền đổi thành giảng nho ra thánh nhân mang thai tố chất tam liên hỏi giảng pháp. Mà trong tay hắn hai cái này quyển trục, cũng là huyền thánh giảng pháp bản thảo bất quá đẳng cấp biến thành thất tinh cấp giảng pháp bản thảo. Hơn nữa, vật này là viễn cổ thiên đình chính thức ra vật phẩm. Năm đó viễn cổ thiên đình lại vẫn chuyên môn đối ngoại tiêu thụ huyền thánh giảng pháp bản thảo. A Tống, đây là vật gì, A Tống giám định đi ra. Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, huyền thánh giảng pháp bản thảo. Hơn nữa tựa hồ là cái đại lễ bao tập hợp bản. Chờ ta 7 tấn 8 huyền thánh giảng pháp thời gian, có lẽ có thể dùng đến. Tống Thư Hàng đem hai cái quyển trục bằng da thú cất kỹ. Tốt rồi, chúng ta lui nữa ra một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này bốn biển bí cảnh, còn có thay đổi gì? Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng lần nữa ôm tốt Lý Âm Trúc, cùng Bạch Tiền Bối đồng bộ, lui về phía sau đến trong thông đạo. Sau đó, bọn hắn lần nữa tiến lên trước một bước. Trước mắt cảnh tượng quả nhiên lần nữa biến hóa. Lúc này đây, bốn biển bí cảnh biến thành Bạch Tiền Bối phân thân bị hố cổ quái rừng rậm. Ừ, là nơi đây không có sai. Lần trước phân thân của ta liền là ở chỗ này ngã xuống. Bạch Tiền Bối nhìn qua trước mắt cái mảnh này quỷ dị rừng rậm, gật đầu nói. Tống Thư Hàng còn nhớ rõ lần trước Bạch Tiền Bối phân thân chật vật trở về đến Lan Tây đảo phòng ăn lúc, nửa người đều hóa gỗ, còn dài ra cành mầm. Bạch Tiền Bối phân thân, thế nhưng là không thể thật hơn bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Hơn nữa, dựa theo Tống Thư Hàng giám định kết quả, Bạch Tiền Bối cảnh giới là không biết hắn phân thân thực tế chiến lực có thể sẽ cao hơn. Có thể hố đến Bạch Tiền Bối phân thân rừng rậm, đến cùng có cái gì quỷ dị chỗ. Cái mảnh này rừng rậm, là một tổ đại trận, dưới mặt đất chôn lấy cấm bay, trọng lực phụ trợ trận pháp, còn có một cái đại trận cấu trúc.
Bạch tiền bối chỉ vào cái mảnh này đại trận nói, đồng thời, bên trong cây cối, mỗi một cây đều là chọn kỹ lựa khéo, toàn bộ là linh thực. Tổ hợp cùng một chỗ về sau, có thể diễn hóa xuất hơn 300 loại khác nhau tử vong cạm bẫy hiệu quả, thậm chí nhiều hơn. Ta trước phân thân rất ngạc nhiên tử vong cạm bẫy đến cùng có bao nhiêu loại, vậy là từng cái một đem cạm bẫy kích hoạt, từng cái ghi chép lại. Kết quả cuối cùng đùa quá đầu, hơn 300 cái bị hắn phát động cạm bẫy, tạo thành tử vong cạm bẫy dây xích, dung hợp dưới mặt đất chính là cái kia đại trận, hóa thành cửu phẩm cấp mộc hóa loại hình nguyền rủa công kích. Mà phân thân còn rất vui vẻ bản thân tiến đến cái kia mộc hóa nguyền rủa bên trên, muốn tự mình nếm thử nguyền rủa hiệu quả. Kết quả hắn liền chết. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối phân thân, thật siêu hiếm thấy, cùng Bạch tiền bối bản thể tính cách hoàn toàn trái lại. Mỗi cái đều giống như là Tam Lãng cùng Vân Tước Tử tiền bối hợp thể. Chỉ cần không chết, liền hướng trong chết lãng, coi như là biết rõ muốn chết, hay là muốn lãng một thanh. Chúng ta đây muốn làm sao đối phó chỗ này rừng tùng? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối sờ sờ cằm, đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi chính là cái kia hạch tâm thế giới, còn có bao nhiêu đất trống? Lần trước tiến hóa về sau, nhiều hơn rất nhiều đất trống. Trong đó một phần nhỏ ta kết hợp hoạt tuyển cùng thiên đình nước suối mảnh vụn, đổi thành linh thực dược viên. Một bộ khác phận, ta kết hợp thiên đình sa mạc ốc đảo mảnh vụn, đổi thành nông trường. Bất quá trống không địa phương còn rất lớn, Tống Thư Hàng nói. Hắn hạch tâm thế giới, còn không có nghĩ kỹ như thế nào kinh doanh, rất nhiều địa phương đều ở vào để đó không dùng lãng phí trạng thái. Vậy đem cái mảnh này rừng rậm chuyển qua ngươi hạch tâm thế giới, chờ ta đem cái mảnh này rừng rậm móc ra, tiếp đó ngươi đem chúng nó án lấy nguyên bản vị trí, một cây gốc cắm vào đến hạch tâm thế giới, đừng sai lầm. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, tốt. Ta đây tại hạch tâm thế giới quy hoạch một mảnh đất đi ra. Bạch tiền bối đi nhanh đi vào rừng rậm biên giới, chọn xong phá trận vị trí. Sau đó, hắn đưa tay đặt tại một cây 10 mét đại thụ bên cạnh, dùng sức vừa nhấc. Đại thụ lập tức bị liền rễ theo lòng đất kéo ra ngoài. Tống Thư Hàng giống như đã nghe được đại thụ phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Ừ, liền năng lực chống cự cũng không có bao nhiêu. Xem ra lần trước phân thân tiến đến lấy thân phá trận lúc, tiêu hao cái mảnh này rừng rậm trận pháp tất cả năng lượng. Đến bây giờ, năng lượng của bọn nó đều không có khôi phục lại. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Bởi vì năng lượng bị ép trống rỗng, cái mảnh này rừng tùng hiện tại liền đại trận đều không thể mở ra, chỉ có thể duy trì một ít cơ bản trận pháp công năng, hình thành một ít như ảo trận, xoắn giết cạm bẫy các loại công kích. Nhưng đối với bạch tiền bối mà nói, loại cơ sở này công kích quá yếu. Cho ngươi, bạch tiền bối quay người, đem cao 10 mét đại thụ ném hướng Tống Thư Hàng. Không biết có phải hay không ảo giác. Tống Thư Hàng giống như thấy đại thụ bị ném bay tới lúc, đang tại lớn tiếng kêu thảm, tựa hồ đang khóc giống như là năm đó chơi không trung nhảy cầu thời gian chính hắn. Tống Thư Hàng đưa tay lăng không ấn xuống hướng cái này gốc 10 mét đại thụ, cùng tại đại thụ trước mặt mở ra hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới lúc này không có sợ. Bất quá, bởi vì hạch tâm thế giới vẫn còn tiến hóa trạng thái, mở ra tốc độ thoáng có chút trì hoãn. Tống Thư Hàng đem đại thụ đưa vào đến hạch tâm thế giới đất trống, đem đất trống cùng trước mắt rừng rậm đối ứng, đem đại thụ cưỡng ép cắm vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới mặt đất, đều có thể theo Tống Thư Hàng tâm ý tiến hành trình độ nhất định biến hóa. Đại thụ cắm vào mặt đất thời gian, mặt đất liền biến vô cùng mềm mại. Đem đại thụ gốc tiếp nhận. Đám đại thụ bị trồng xuống về sau, mặt đất lại khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ nhanh điểm, chỗ này trong rừng cổ thụ số lượng không ít, sớm chút nhổ sạch chúng nó, tiếp đó đến tứ hải bí cảnh tiếp một cái cảnh tượng. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, một cây tiếp một cây đại thụ, không ngừng hướng Tống Thư Hàng bay tới. Tống Thư Hàng toàn lực vận hành quân tử vạn lý hành thân pháp, xê dịch di chuyển, phối hợp với bạch tiền bối. Không ngừng đem đại thụ cuốn vào đến hạch tâm thế giới, án lấy chúng nó nguyên bản vị trí trồng đi xuống. Đồng thời, Tống Thư Hàng phân thân cũng ở đây một bên, hiệp trợ bản thể, tiếp thu những thứ này đại thụ. Bản thể cộng phân thân cùng một chỗ hành động, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bạch tiền bối rút cây tốc độ. A Tống, cần ta hỗ trợ sao? Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối, tiểu Âm Trúc, người đi theo Tống Thư Hàng sau lưng. Sử dụng kiếm hoàn đem chúng ta trải qua vị trí đất trống cho cắt xuống tới đây, những thứ này đất trống xuống ẩn núp một bộ trận pháp,
đợi lát nữa chúng ta liền đất trống cũng cấy ghép đến tống thư hàng hạch tâm thế giới. Một lần nữa sửa chữa một chút, có thể đem trận pháp chuyển hóa, cho chúng ta sử dụng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lý Âm Trúc theo tống thư hàng trên bờ vai nhảy xuống, nàng tế ra kiếm của mình hoàn, thi triển ngự kiếm kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm hoàn của nàng bay lên không, rơi xuống từng đạo cỡ nhỏ kiếm khí. Những thứ này loại nhỏ kiếm khí cắt vào mặt đất, đem mặt đất từng khối thiết cắt đi ra. Cái này ngự kiếm kiếm pháp, chính là Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền lại dạy, là một bộ tinh diệu vô cùng vô thượng kiếm thuật. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Lý Âm Trúc tầm đó phối hợp ăn ý, đào cây, cấy ghép, cắt đất trống, như nước chảy mây trôi, trôi chảy tự nhiên. Vì vậy, khắp rừng rậm lấy tốc độ cực nhanh tại biến mất. Ba người trải qua phía sau khu vực, lưu lại một khối khối chỉnh tề hố. Bởi vì đặc biệt chỉnh tề, làm cho người ta sau khi thấy trong lòng sẽ đặc biệt sung sướng. Buổi chiều 2 giờ ba người chắc là dùng nửa ngày lúc, thật sự đem cái này một mảnh cực lớn rừng rậm, từng khối dọn đi rồi. Liền đất trống cùng trận pháp đều bị thiết cắt móc ra, toàn bộ chuyển rời đến tống thư hàng hạch tâm thế giới. Tiểu Âm Trúc đã mệt mỏi gục xuống, nàng yếu ớt ngồi ở tống thư hàng trên cổ, cái cằm chống đỡ tại tống thư hàng trên đầu, một cũng không muốn nhúc nhích. Dùng thời gian có hơi lâu, Bạch Tiền Bối nói. Chủ yếu là bởi vì tống thư hàng hạch tâm thế giới cửa vào quá nhỏ, hạn chế tốc độ. Nếu như tống thư hàng hạch tâm thế giới cửa vào đầy đủ cực lớn, vận chuyển rừng rậm cũng chỉ cần 2 bước. Bước đầu tiên, Bạch Tiền Bối một kiếm xuống dưới, trực tiếp có thể đem khắp rừng tùng liền dễ thiết cắt đi ra. Bước thứ hai, tống thư hàng mở ra hạch tâm thế giới, một hơi đem chúng nó tính cả đất trống, toàn bộ chuyển đi vào. Người hạch tâm thế giới sẽ không bài xích cái mảnh này rừng rậm đi. Bạch Tiền Bối lại hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, hoàn toàn không có bài xích, ngược lại tiếp nạp cánh rừng rậm này, đối với hạch tâm thế giới mà nói tựa hồ là đại bổ đồ vật. Ta phát hiện nó tiến hóa tốc độ, đều tăng lên một đoạn. Cùng với đem viễn cổ thiên đình mảnh vụn dẫn vào đến hạch tâm thế giới, đối với nó chỉ có ích lợi. Bạch Tiền Bối, người hạch tâm thế giới thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta đều có điểm muốn như vậy một cái hạch tâm thế giới. Ngươi mở ra hạch tâm thế giới, ta đi vào đem trận pháp sửa chữa thu xếp một chút, lại để cho cái mảnh này rừng rậm có thể một lần nữa chuyển hóa làm tử vong xâm lâm. Về sau ngươi muốn là gặp gỡ địch nhân, có thể cân nhắc đem chúng nó kéo vào đến tử vong rừng tùng bên trong đi. Đã có tử vong xâm lâm về sau, Tống Thư Hàng bần cùng thủ đoạn công kích, coi như là đổi mới một loại hình thức. Bạch Tiền Bối tiến nhập Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, bắt đầu mân mê lên tử vong xâm lâm trận pháp. Tử vong xâm lâm trận pháp, tổng thể mà nói rất không tồi. Bất quá có chút thủ đoạn đã theo không kịp thời đại, có chút trận pháp khu vực thì đã kinh đổi mới, cần tiến hành bộ phận thăng cấp. Có chút khu vực thì có thể củng cố một chút, cùng gia tăng một ít càng thú vị công năng. Bạch Tiền Bối bắt tay vào làm bắt đầu một lần nữa bố trí trận pháp, sửa lấy. Trong đầu hắn hiển hiện rất nhiều linh cảm, tử vong xâm lâm trận pháp, bị sửa càng phát ra đáng sợ. Tứ hải bí cảnh bên trong Tống Thư Hàng cõng Lý Âm Trúc, tại nơi này liền dễ mang đất cùng một chỗ bị đào đi rừng rậm trong hố lớn đi dạo. Một cái đằng trước tứ hải bí cảnh cảnh tượng bên trong, có tế đàn, có cự kiếm, còn có ẩn núp cho người thừa kế huyền thánh giảng pháp bản thảo đại lễ bao. Kia rừng tùng cảnh tượng bên trong, có thể hay không ẩn núp cùng loại bảo vật. A Tống, ngươi còn muốn tìm cái gì? Lý Âm Trúc cái cằm chống đỡ tại Tống Thư Hàng trên đầu, nàng nói chuyện lúc, Tống Thư Hàng cũng cảm giác đỉnh đầu ngứa. Tìm bảo bối, trực giác của ta nói cho ta biết, cái này rừng rậm cảnh tượng đúng trọng tâm chắc chắn thứ tốt. Tống Thư Hàng cười nói. Đi dạo vài bước về sau, Tống Thư Hàng thân hình có chút dừng lại. Lý Âm Trúc mở chừng 2 mắt, tìm được thứ tốt. Không, là của ta phục sinh kim tệ CD cuối cùng đã tới. Tống Thư Hàng hạc hạc cười nói. Chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến lúc hôm nay. Mấy ngày nay hắn chờ đợi lo lắng, nhất cử nhất động khắp nơi cẩn thận, hôm nay rốt cuộc đem cái này phục sinh CD cho chịu đựng được. Ngay sau đó, nơi xa phân thân dùng sức phất tay. Phân thân tại đây cảnh tượng bên trong, đã tìm được một chỗ khác thường chỗ. Bị liền đất bị đào đi rừng rậm trong hố lớn, có một chỗ thổ địa lúc này đang tại chậm rãi bốc lên. Tựa hồ có cái gì muốn theo lòng đất nặn đi ra. Tới đây phát giám định thuật thử xem. Tống Thư Hàng cho phân thân hạ đạt chỉ lệnh.
phân thân bỏ đi Mộc Nhiêu kiếm khách ái tâm thủ sáo đưa tay đặt tại hở ra trên mặt đất. Giám định bí pháp khởi động. Giám định đại giới rất nhỏ, chỉ là mấy đạo thật nhỏ vết thương. Một cái bị phong ấn xuyên qua không gian cổ trận, ở trên tản ra lấy không thuộc về cái thế giới này lực lượng, không cách nào xác định cổ trận thông đạo nối lại lấy phương nào. Tống Thư Hàng phân thân nhẹ nhàng nhảy, hướng về phía sau nhảy xuống. Bay lên mặt đất, có một tầng bùn đất vỏ ngoài vỡ vụn ra tới đây, lộ ra một cái sắt thép tạo thành tàn phế tháp. Thân tháp đã bị hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một cái tháp nền. Cái không gian kia xuyên thẳng qua cổ trận, liền khắc tại nền bên trên. Đồng thời, bên cạnh còn khắc lấy mấy câu. Là viễn cổ ngôn ngữ. Mấy chữ này, Tống Thư Hàng vừa vặn nhận biết. Tương lai không thể biết, là chúng ta tiến lên nguyên động lực. Mấy chữ này, giống như tại kích động lấy mọi người, tiến về trước cái kia thần bí không thể biết thế giới. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên học được vài ngày viễn cổ ngôn ngữ chữ, mỗi ngày bị điện chết đi sống lại, ngày hôm nay cuối cùng phát lên công dụng. Tuy rằng phát âm còn không phải rất tiêu chuẩn, thế nhưng cái này mấy cái viễn cổ ngôn ngữ chữ hắn rốt cuộc nhận thức toàn bộ. Lý Âm Trúc nhìn qua cái này mấy cái viễn cổ ngôn ngữ chữ, tương lai. Chính giữa chữ không biết, cuối cùng là động lực. Nàng tựa hồ cũng học qua một chút viễn cổ ngôn ngữ chữ, nhưng trình độ khả năng cùng Tống Thư Hàng tám lạng nửa cân. Cả câu nói có ý tứ là tương lai không thể biết, là chúng ta tiến lên nguyên động lực nghe rất khốc một câu. Nói trắng chút, ý của nó liền là thế giới rất lớn, các ngươi có lẽ đi xem. Tống Thư Hàng giải thích nói. À, ý tứ liền là để cho chúng ta đi vào đi. Lý Âm Trúc lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, đi vào. Không thể nào, vết xe đổ còn nằm ở bạch tiền bối túi càn khôn trong, đã nguội vị kia hắc long thế giới dị giới khách đến thăm, cũng là bởi vì bước vào đến một cái không biết, lâu năm thiếu tu sửa truyền tống trận pháp, truyền tống đến hiện thế. Kết quả truyền tống trên đường, nhận lấy không gian loạn lưu trùng kích, thừa nhận tới chết nội thương. Họa vô đơn chí họa đến dồn dập hắn quý giá ma lực máy nạp tiền cũng không biết bị cuốn đi nơi nào, không cách nào chữa trị thương thế của mình, rất nhanh liền chết. Cái này vết xe đổ báo tố mọi người, thấy loại này thần thần bí bí truyền tống thông đạo thời gian, đặc biệt là loại này nhìn qua cũng rất nhiều năm phần, lâu năm thiếu tu sửa hình trận pháp, ngàn vạn không muốn một đầu nhiệt huyết dẫm vào đi, sẽ chết. Ừ, chúng ta đây cũng không tiến vào, Lý Âm Trúc nhu thuận nói. Nàng không phải cái loại này lòng hiếu kỳ cường đại hài tử, Thư Hàng nói không đi vào, nàng cũng sẽ không đối với cái truyền tống trận này cảm thấy hứng thú. Bất quá, A Tống. Ngươi nói trận pháp này, có thể hay không cùng lúc trước cái kia hắc đồng đời thứ 13 có quan hệ? Lý Âm Trúc lại thông báo nói. Hắc đồng đời thứ 13 là thông qua một cái cổ xưa truyền tống thông đạo, bị đưa vào đến nơi này cái tứ hải bí cảnh bên trong, nằm chết. Mà bây giờ lại trùng hợp như vậy, ở chỗ này lại phát hiện một cái thần bí không biết đi thông nơi nào truyền tống trận. Vì vậy, Lý Âm Trúc đang suy đoán trong bí cảnh truyền tống trận. Có thể hay không cùng hắc đồng đời thứ 13 truyền đưa tới cái kia thượng cổ trận pháp, là một bộ. Bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, hai cái trận pháp ở giữa truyền tống thông đạo lại không ổn định, dẫn đến hắc đồng đời thứ 13 truyền tống thất bại. Khả năng này rất lớn, Tống Thư Hàng sờ sờ cằm nói. Nếu như truyền tống trận pháp một chỗ khác thật sự là hắc long thế giới lời nói, vậy có đáng giá thăm dò giá trị. Nói không chừng có thể tìm tới nạp tiền ma lực máy nạp tiền lưu lượng phương pháp. Suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng cõng Lý Âm Trúc, nhảy mấy cái, nhảy tới tứ hải bí cảnh thông đạo bên trong. Sau đó, phân thân đi nhanh bước lên cái truyền tống trận kia. Phân thân tại bước vào truyền tống trận phía trước, mở ra biến dị cương thủ kỹ năng, hắn toàn thân đều độ lên một tầng đen kịt kim loại thần sắc, nhìn qua giống như là sắt thép tạo thành. Sau đó là đạo ý bộc phát. Đạo ý hóa thành khôi giáp, quấn quanh tại trên thân thể. Còn có nho ra kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công phối hợp, 25 đầu thánh viên hư ảnh bưng lấy kinh văn, hiển hiện tại Tống Thư Hàng phân thân đỉnh đầu, ra chỉ phân thân trạng thái. Thậm chí phân thân há mồm thời gian, liền hàm răng đều bị biến dị cương thủ độ lên một tầng đen kịt kim loại chủng loại. Thực, trang bị đến tận răng, ban đầu Tống Thư Hàng còn muốn đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cho phân thân đeo lên. Nhưng nghĩ đến không gian loạn lưu quỷ dị, ngẫm lại còn là rối loạn. Ngộ nhỡ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mất đi tại không gian loạn lưu bên trong, hắn muốn khóc tìm khắp không đến mộ phần.
phân thân võ trang đầy đủ, nhấc chân bước vào đến trong truyền tống trận. Đón lấy, phân thân tại trên truyền tống trận lục lọi. Cái này niên đại đã lâu truyền tống trận, cũng không có cái sách hướng dẫn, không biết làm sao điều khiển. Lục lọi nửa ngày về sau, phân thân đã tìm được một cái nhô lên tiểu bình đài, thử hướng trong đó đưa vào linh lực. Đây là tất cả tu sĩ mau bệnh. Gặp gỡ một ít thần thần bí bí đồ vật về sau, liền ưa thích thử hướng trong đó đưa vào linh lực kiểm tra đo lường, kích hoạt. Dù sao linh lực thứ này, rất vạn năng, sử dụng siêu thuận tiện. Theo linh lực rót vào, cổ xưa truyền tống trận pháp bị kích hoạt. Có uy nghiêm tiếng ca theo trong truyền tống trận vang lên, bảy màu hào quang đem trận pháp bao quanh bao phủ. Tống Thư Hàng, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi, có cần thiết như vậy thanh thế to lớn. Lại là tiếng ca, lại là hào quang bảy màu. Bất quá hắn nghĩ lại, không có lông bệnh. Đối với cổ đại tu tiên đại lão mà nói, truyền tống trận cũng là một loại phương tiện giao thông. Phương tiện giao thông chế tác xa hoa điểm, là nhân chi thường tình nha. Tựa như hiện tại có người ưa thích mở xe sang trọng là một cái khái niệm. Tống Thư Hàng mình cũng ưa thích không giống người thường tiên thuyền, còn đem bản thân tiên thuyền chế tác thành biến hình cơ giáp. Đáng tiếc cơ giáp tiên thuyền chết sớm, còn chưa tới kịp phát lên công dụng, liền cúp. Oanh long long, một hồi như sấm tiếng vang. Tống Thư Hàng phân thân biến mất không thấy. Truyền tống thành công sao? Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, còn không xác định. Phân thân cùng ta ở giữa giác quan chia sẻ nhận lấy quấy nhiễu. Phân thân khả năng rơi vào không gian loạn lưu. Đang khi nói chuyện, một lớn sóng như kim châm cảm giác vọt tới. Tống Thư Hàng cùng phân thân ở giữa giác quan khôi phục liên hệ, phân thân bị thương tổn chân thực phản hồi đến bản thể trên thân. Có tinh thần phương diện như kim châm, có bên ngoài thân bị thiết cắt, trọng kích kịch liệt đau nhức, thậm chí còn có trong cơ thể bị không gian loạn lưu trùng kích quặn đau. Đối mặt một luồng sóng như biển lãng kịch liệt đau nhức, Tống Thư Hàng sắc mặt bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Hắn đưa tay theo hạch tâm thế giới bên trong chuyển ra một bộ cái bàn. Đây là Tống Thư Hàng lần trước dạo phố thời gian thu hoạch, hắn mua mấy bộ. Chuẩn bị dùng để làm bài tập, hoặc dạy bảo thông nương hoặc đệ tử học tập thời gian cần thiết. Móc ra cái bàn về sau, Tống Thư Hàng chậm rãi ngồi xuống, 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Tiếp đó, thân thể của hắn bắt đầu khẽ run rẩy. A Tống, rất đau. Lý Âm Trúc lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, chút lòng thành, hoàn toàn ở ta thừa nhận trong phạm vi. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắc đồng đời thứ 13 lúc ấy nhục thân bị hao tổn, bên trong đều bị xoắn thành một đoàn. Ta sớm đã làm tốt tương ứng trùng kích chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn còn đang ở rúm gió. Lý Âm Trúc chỉ có thể nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, cho hắn an ủi. Phân thân đem thương tổn chia sẻ trở về đồng thời, còn đem bản thân nhìn thấy hình ảnh tin tức, chia sẻ trở về. Tống Thư Hàng thấy, phân thân đang tại một mảnh không gian loạn lưu bên trong lăn lộn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, gặp gỡ dạng này không gian loạn lưu, phân thân đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Bất quá tại phân thân bên cạnh, còn có một tầng thản nhiên màn sáng, tại bảo hộ lấy hắn. Là truyền tống trận bảy màu ánh sáng. Tầng này bảy màu ánh sáng, cuộn phân thân, kiên định hướng đích đến hành động. Phân thân ánh mắt, ném hướng xa xa. Hắn nhìn đến đích đến. Tại hắn ánh mắt cực hạn chỗ, có một cái hắc long nằm sấp tại trong hư không. Nó cánh che đậy thiên địa, tổng thể nhìn lại nó thuộc về phương Tây cự long bộ dáng. Nhưng chi tiết trên có quá nhiều khác nhau. Tại nó bên ngoài thân, có cửu u tà năng tại nó lân phiến cùng da rồng thượng lưu động, giống như là tại hô hấp. Hắc long thân thể thật sự quá khổng lồ, giống như là một khối đại lục. Mà hắn từng cái lân phiến, đều giống như một tòa thành thị. Tống Thư Hàng thấy hắc long lúc, trong lòng lại hiển hiện quỷ dị nhìn quen mắt cảm giác. Hắn phải hay không phải đã gặp nhau ở nơi nào này khí phách hắc long? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.